Chào tất cả anh em nhé, là thiết bị VNC. Hôm nay em giới thiệu cho anh em hai cái loại phễu để rất nhất nha anh em. Đây, đầu tiên là giới thiệu cho anh em cái phễu gọi là đen to mà không có hôi nha anh em. Đây, đen to. Đây, cái đầu rót rất là lớn nha anh em. Chà bá luôn. Ở trong nó có cái miếng lọc nữa nha anh em. Đấy. Trong này nó có cái lưới lọc. Chế nhớt mà lọc có cái lưới lọc, nó lọc cặn, lọc rác rồi cho anh em luôn nha. Đấy. Còn đầu nhọn này. Cái đầu này đầu chiến này, anh em tháo ra tháo vô được những cái chỗ cái vị trí mà khó nè. Hoặc là anh em muốn không dùng cái này á, anh em muốn để đúng đó. Cái vị trí mà ngồi thì anh em dặn ra nha. Cái này lắp ráp nè. Đây. Anh em để bình thường vậy. Đấy. Để bình thường nhà anh em rót những cái vị trí nào ngồi thì anh em để bình thường anh em rót thôi. Ok. Còn những cái vị trí mà ngóc ngách mà nó khó thì anh em bằng cái đuôi nó vô. Anh em nha đó. Cái này là mình bán 35.000 một cái nha anh em, phễu làm nhựa nha. Nhựa là rất là tốt. Dẻo, mềm. Nói chung là chịu được va đập nó không có bị bể nha anh em, rớt nó không bị bể. Nó mềm, nó dẻo, nhựa tốt. Chứ còn mấy nhựa giảm chứ. Cái nhựa mà nhựa rẻ tiền thì nó cứng lắm. Nó giòn, nó như bột vậy đó. Anh em nha. Đây, 35.000 một cái nha anh em. Đấy. Còn cái loại này thì loại phải đứng nhựa cố định đây thì đây. Là 20.000 một cái nha anh em. Đấy. Cái này thì 20.000 một cái nè, còn cái này là 35.000 nha. Nếu anh em mua hai cái thì mình để giá hai cái 55, mình để giá anh em 50 thôi, bớt 5.000 nhé. Nếu anh em lấy hai cái nha. Đấy. Hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em hai cái loại phễu rất nhất á. Nói xấu thì nói chung là dùng phễu đen này thì anh em sẽ tiện hơn là mình sẽ thứ nhất là cái này nó to nè, miệng nó to nè, nên cháy nhớt nó không có bị đổ, bị rớt vai, rơi vải nhớt, nói chung là nó bán nhớt vào ngồi. Và anh em đổ tốc độ nhanh đó nó vẫn được, bởi vì cái bầu cái miệng nó to, anh em đổ tốc độ nhanh nó không bị tràn nhớt vào ngoài nha. Còn cái này thì tất nhiên là nhỏ thì anh em cứ đổ vừa thôi. Đấy. Cái này nó tiện nhiều thứ, anh em để đứng nè, anh em tháo ra anh em để đứng rót bình thường. Còn anh em muốn những cái ngóc ngách hay là những cái vị trí nó nằm xéo mà không để đứng được, cắn thì anh em rắc cái này vô, rắc cái đuôi vô, anh em dùng vô tư nó tiện, cho nên là giá nó mắc hơn. Đấy, nó 35.000, cái này nó 20 anh em nha. Anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ mình nha. Thiết bị VNC nha anh em, số điện thoại là 0911600357 anh em nha. Anh em nào xem được video thì nhớ nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Mình cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn vì đã xem video của mình. Và nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Để khi mình ra video mới thì anh em like và nhấn chuông bên cạnh đó anh em. Để khi mình ra video mới thì anh em sẽ nhận được cái thông báo. Bởi vì mình sẽ thường xuyên ra video mới để giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm. Nói chung là anh em nào mà liên hệ trực tiếp với anh em là xem được video cái sản phẩm mà trước khi mà gọi liên hệ với mình mua hàng á, mà báo là anh ơi em ơi, hoặc là chẳng hạn như các anh mấy anh gọi tới á, mấy anh kêu là anh ơi em bên em có phải thiết bị VNC không, và bên em có xem, anh có xem trên YouTube của em là sản phẩm này kia đó, thì các anh mấy anh em cứ báo với em. Thì nếu mà những anh em nào mà xem được trên YouTube của mình và nhấn đăng ký kênh của mình thì mình sẽ bán cho anh em với giá tốt hơn, có thể là mình bớt một chút hoặc là mình hỗ trợ phí ship cho anh em nếu anh em mua ít, còn nếu anh em mua nhiều thì mình sẽ bao ship cho anh em. Ok. Đó là đại khái là nó như vậy, nên là anh em xem thì cứ bấm nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Mình cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn.